mình là sau đây mình sẽ chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, chiều nay mình mới vừa ngủ thức dậy luôn. Hiện tại bây giờ là 2 giờ chiều nè các bạn. Thì khá là lâu rồi mình cũng không có đi chợ nè. Ở nhà mình thì có gì ăn nấy à. Rồi không có ăn bánh nè, giống như là những cái loại bánh ngoài chợ bán như là bánh bò nè, bánh cam, bánh tiêu ngoài chợ các bạn. Cũng rất là lâu luôn rồi. Thì ngày hôm nay sẵn trong nhà có một miếng thịt với vài miếng nấm mèo á, mình rủ chị Hiền, hai chị em mình sẽ làm ra cái món bánh cam mặn để cho cha mẹ với lại anh hai cả nhà mình cùng nhau thưởng thức cái món bánh này nha. Tại vì lúc mà còn đi chợ được, chưa có dịch á các bạn, mẹ mình á mỗi buổi sáng mà đi chợ là hay mua cái bánh này về cho cha mình ăn lắm. Cả nhà mình ai cũng thích trơn á. Ngày hôm nay mình mới quyết định là mình với lại chị Hiền sẽ cùng nhau làm cái món này nha. Và các bạn ơi, nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay và thú vị, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để cho mình có thật là nhiều động lực để cố gắng nữa nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi làm nha. Trời ơi, mày đi đâu vậy sữa? Giờ kêu mở cửa hả? Thôi thôi nè, vô. Đâu vậy con? Ngày hôm nay hai chị em mình lại đột nhập ngay cái chòi của mẹ mình nữa rồi các bạn ơi. Đây là những nguyên liệu ngày hôm nay mình sẽ làm cái món bánh cam mặn nha. Và để chế biến cái món bánh cam này thì chúng ta có sự kết hợp của 4 loại bột nha các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng bột mì ngang. Đây là bột nếp và đây là bột năng, và không thể thiếu đó chính là nửa chén bột gạo. Đây là mình sẽ làm nhân mặn, là gồm có trong đây là thịt nè, củ cải đỏ và nấm mèo. Mẹ mình có chế biến sẵn cho mình nè các bạn ơi. Đây là 30 quả trứng cút nha. Ê, bà sữa. Hey, hey, mày phá nhà hả mày? Nhà của mẹ nha mày. Cha làm cho mẹ đó, mày phá banh đi nha. Tao không có cản trở được đó nha. Thì với cái món bánh này mình sẽ nhờ sự trợ giúp trộn bột của chị Hiền nha các bạn ơi. Giờ chị Hiền sẽ cho hết bột vô luôn. Đầu tiên là bột mì ngang, một tô. Bột nếp, một tô. Bột năng, một tô. Một chén. Ôi lộn, một chén. Gạo. Rồi trộn lên. Sẽ trộn đều. Tay mình, tay chị Hiền rửa rồi nha các bạn ơi. Nếu mà mình mang bao tay thì rất là khó trộn luôn. Nữa bò sữa, sao mày bươi nhà hoài vậy? Hả? Mày bị mất chứng bệnh gì vậy? Mày nói cái tự ái bỏ vô nhà kìa. Mày đi về nhà nha, mày qua đây mày phá hoài tôi đánh chết nha bò sữa. Đi đi. Rồi. Và các bạn ơi, trong thời gian mà chị Hiền nhồi bột quá, mình sẽ bắt nhân nha. Đây, cái phần nhân như thế này. Giờ lại tròn tròn như thế này nha. Và sau đó mình sẽ lấy một cái trứng cút, mình để chính giữa. Mình ốp nhân lại. Mình xe viên cho nó tròn nha. Tay mình đã rửa sạch rồi nha các bạn. Mùa dịch này á, mình mua bao tay cũng không có nữa. Mình rửa tay sạch sẽ, mình làm cho nó dễ nha các bạn. Đây, mình đực một cái viên nhân như thế này. Để qua. Các bạn ơi, nhân mình cũng nắn xong luôn rồi nè. Đây là cái phần nhân mà có trứng cút nha. Bên đây là cái nhân mình không có trứng cút, tại vì trứng mình hết rồi. Đây, đặc biệt là cái cục bột này chị Hiền đã nhồi xong rồi nè các bạn ơi. Rất là mịn màng luôn nè nha. Bây giờ mình sẽ bắt miếng bột. Wow, nó dài nè. Đảo ha. Cái xe tròn lại hả? Đây, bột nhân vô. Đây, một bột nhân. Mình làm cho miếng bột một điều lên. Wow, cái bánh siêu to luôn á. Bánh gì ăn mới phê. Đây, được một cái đầu tiên nè các bạn ơi. Mình sẽ để đây luôn nha. Tiếp tục. Cam siêu to. Đây. Wow, đây là những cái bánh cam của mình làm vừa rồi nè các bạn. Giờ chị Hiền sẽ bỏ vô chảo chiên nha. Cái loại bánh này mình không cần mà chiên lửa to các bạn. Mình bỏ vô lúc lửa nhỏ nhỏ như vậy nè. Thì bánh của mình nó chiên rồi nó sẽ bóng mượt.
Nhưng mà mình để lớn á, các bạn thảy vô nó sẽ bị phồng lên á. Lúc đó thì cái da của nó sẽ sắp sạp sần sùi à. Ủa cái này sợi dăng đó các bạn ơi. Hu các bạn ơi, lần đầu thì mình làm nó hơi bị thất bại xíu nè. Cái nhân mình nhờ hơi bự á, nó bị phù ra, nó bể các bạn. Chiên ra nó rớt cái nhân á, nó bị nám nám dính dính nè. Buồn ghê luôn. Các bạn ơi, sau một thời gian mà chiên nó hơi xấu á, buồn bã quá, mình sẽ vớt ra luôn. Lần đầu tiên làm hơi bị thất bại, các bạn thông cảm nha. Sẽ vớt cho hết luôn. Bạn ơi, sau khi mà mình hoàn thành hết cái số bánh cam của mình á thì bây giờ cũng đã 6 giờ chiều luôn rồi. Đài phát thanh rất là ồn, các bạn thông cảm giúp mình nha. Đây, nó không có được đẹp lắm như ngoài chợ, mong các bạn thông cảm nha. Tại vì đây là lần đầu tiên mình làm á các bạn. Mẹ ơi, mẹ, anh hai, chị Hiền. Mình sửa là cái mặt đầu tiên. Sao mà 6 giờ con chị Hiền làm á. Hồi sửa 5 chữ nè. Hồi sửa 5 kìa. Đúng rồi, thiếu tử tử thiếu biên biên mà anh hai ơi. Anh hai đi bắt nó đi. Thiếu tử thôi. Mẹ ngồi đi, mẹ ngồi đi mẹ. À, ngon chưa? Chiều nay ồn ào quá hả mẹ? Quá ồn, 5 giờ bữa nay họp. Bếm lẹ ra con. Bếm. Bếm. Mẹ ơi. Sao đây lại đây? Hả? Lại đây. Đi không biết gì trơn hả? Lại đây con. Bếm. Không có đâu. Rồi, sao? Hai chơi lên ghế hai ơi. Chơi lên ghế hai ơi. Tối rồi đó, tối rồi đi ngủ đó mà nghe kêu cái chạy vậy đó. Thấy cưng nào? Chị Hiền lại đi. Rồi. Để mẹ đi rửa tay mẹ con đi rửa tay. Rửa tay rửa tay thôi. Ai làm gì mày? Đi rửa tay cái mới được. Đi rửa rồi, rửa rồi. Thế đi đâu lại đi theo đó vậy đó. Phá mẹ, mày rửa tay ra liền đi mẹ. Học lại đi, tới rồi. Mẹ ngồi gần. Dạ, mẹ ngồi gần con đi. Sửa, gia đình sum họp. Đi con, để cất nữa à. Con nói chuyện kìa. Cuối cùng thì bánh cam mình đã xong rồi, mình ngủ mẹ ra. Cha thì đi cũng chưa về các bạn. Mình sẽ ăn bên chừa cha ăn bên nha mẹ. Ăn bên rồi lấy chừa cha. Chúc cha về tới à. Để ăn bên này đi. Cái mẹ lựa đi cái nào nó nguội nữa ta. Con lựa. Thôi ăn mấy trong này đi rồi nói ừ cái đây này đi. Mẹ. Mà mẹ ăn cái nè. Chị Hiền với anh hai tự lấy nha. Ừ. Quá đi. Ăn cái nhỏ nhỏ bé bé à cho anh nè. Bé bé rồi mời các bạn các cháu ăn nha. Rồi các bạn nha. Mời các bạn. Mời tất cả mọi người nha. Ăn bánh cam ngon. Giờ này dùng xong 6 giờ luôn à. Giòn nát. Nó xấu. Công phu làm nhân nè lâu nè. Chiên lâu nhất. Chiên nó bị văng lắm các bạn ơi. Trong tấm phộng luôn nè. Nhưng ngon mà thấy không? Tuy xấu nhưng mà ngon. Củ sắn rồi nấm mèo rồi cái gì? Củ cải đỏ làm khéo quá trời ngon mẹ. Cái trứng nổ cái trứng của mẹ đâu? Ờ cái này của mẹ. Đi lọt hả? À? Mà vậy mẹ chịu. Nói chứ cái này nhân của mẹ mình làm quá các bạn ơi. Mẹ mình khen mình chơi mình vui á. Này ngon nhất là cái nhân nha. Mẹ trong này có cái trứng cút nè. Nói vậy cho ngút mới vui. Đây. Trứng cút nè. Cái trứng cút mà. Quan trọng là cái trứng cút hang đi. À, mẹ không thích ăn cái trứng kìa. À, mẹ không thích ăn trứng hả? Không. Hên đâu mẹ, có mấy cái không có trứng mẹ bóc ngay luôn. Chị cho miếng bò sữa chị Hà. Rồi rồi. Để từ hồi đầu. Là cho bim bim ăn được rồi. Bò sữa kìa. Mẹ chờ đợi từ hồi đầu tới giờ luôn á. Xíu mẹ nữa kìa. Trang, dạ? Cho bim bim ăn hả? Từ từ đi con cho. Bim bim. Bim bim. Nó nghe nói rồi kìa. Ê, bò sữa. Rồi, sao nữa? Ngồi chợ kìa. Mẹ
làm nhân à. Em nhân chỉ thèm làm bọc con chiếc chiên thôi. Hay nhúng lửa. Anh có công hết trơn hả? Ai không công hết trơn hả Bim? Bim Bim đứng dậy. Chúc ơi. Chúc ơi. Chúc ơi. Để ăn hết rồi đấy. Đúng rồi. Đói rồi. Bim Bim. Tôi sẽ để cho hồi đầu đầu cuộc cái vợ. Nè con. Chào ông em. Mẹ lấy tiếp đi mẹ, giờ tối rồi. Đây là chăm hết một cái. Tối rồi, nào nó không có được đẹp chứ. Cái chân cao dưới đây. Thôi mẹ ăn cái này đi, ăn cái cố tiêu nè. Mẹ chịu ăn cái cố tiêu nè, mấy cái đó để chừa cho cha đi. Mấy cái ngon chừa cho cha đi. Ăn đi mẹ. Mẹ ăn cái này nó bị khét. Mẹ chịu ăn cái bông vậy đó. Bông hả, mẹ cái đó đi. Mẹ chịu ăn cái này. Mấy cái dính tiêu nhiều. Dính tiêu. Dính tiêu rồi. Vậy mình cũng ăn cái dính tiêu giống mẹ đi. Dính tiêu à. Mẹ thích mời các bạn nha. Mẹ tròn. Mời các bạn đứng nha. Thì giòn lắm á. Tiêu hơi nhiều à, để lỗ tai hả? Ăn này nó giòn. Ngon quá. Bim nó bụng rồi. Cho bà sữa ăn đó hả? Điều nãy, nãy mình chiên lửa hơi lớn á. Có rồi nó bị phì. Nhảy cái mặt tao hả? Trời ơi. Trời ơi, tao cái mỡ tao luôn hả? Đắp cái mỡ luôn. Đúng rồi, mẹ cho con xin miếng khăn giấy. Để lấy lại nha. Con miếng này đi mẹ. À, mẹ mình lúc nào cũng có khăn giấy sẵn. Chùi không? Tay, thôi. Để đi, đi gấp nữa đó. Đang dưa xong mà, chứ đang xong đi. Chắc đang no luôn đi gấp rồi á. Nè Bim. Ngon dữ vậy? Ngon mà. Bánh ngon. Nó khoai dạng nếp mà. Ờ. Rồi ha. Đã chưa? Cái này chiên nó thơm ấy à. Cứ nhân con ăn nó hình á, nhân thịt đó. Rau củ mà, nhân rau củ mà. Có trứng không? Có trứng em ăn nè. Trứng rồi. No rồi, nó nổi rồi. Bê bê uống miếng nước này bê. Bà sữa lụm mót của Bim Bim kìa. Rồi nó lụm mót của Bim Bim toàn nè. Hẹp. Ôi nhây. Gì vậy? Dính găng. Dính găng rồi. Lụm mót dính găng. Ôm mày. Ôm mày. Ngứ. Ghê ta. Kìa ra nghỉ một câu không? Mẹ ăn trứng cút rồi uống đã. Thầy giống như bánh bao vậy, quan trọng là cái trứng cút. Cho hai lần. Trong ngon quá. Yêu dấu rồi. Ngon quá. Bim Bim mà. Dương cái là gấp liền á. À, vô cái gấp này. Kìa kìa kìa. Ai không hung à. Bữa nay làm gì hả? Hả? Con mặt hết kìa. Ăn cái món gì ngộ quá hả Bim? Sống bự. Bước lên đầu bà sữa. Bước giữa thái rồi. Nè đã. Bà sữa với tiếng ăn. Đá bụng ghê. Cái gì rồi tết rồi. Bị dính ăn rồi bà sữa. Bà sữa ăn bị dính ăn. Ăn với bạn. No rồi mẹ. Cho nó có chút xíu cho nó nghe hoài vậy. Em bị dính ăn. Ăn vậy nó lâu. Lâu đói. Ngồi nhau hoài. Hả? Ăn quá đi. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay cái món bánh cam của mình đó trời trời. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay cái món bánh cam mình cũng hoàn thành rồi. Nhưng mà cái màu nó không được đẹp giống như mấy ngoài chợ người ta bán các bạn. Nhưng mà ở phía bên trong thì nó cực kỳ ngon nhờ cái nhân của mẹ mình làm á. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Nếu các bạn nào yêu quý cả gia đình mình, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho cả gia đình mình nha. Bây giờ bye bye. Bye bye. Bye bye.